Xin chào tất cả các bác nhé. Thì hôm nay em lại tiếp tục qua gia đình anh Hiếu để sục giữ và hướng dẫn cho anh cái cách sục giữ cây lọc đơn đó các bác. Thì cái cây lọc em gửi đi cho các bác á, thì khi mà mình sục giữ mình cũng sẽ sục giữ theo cái trường hợp như thế này nhé. Và ở đây là anh lắp giếng khơi cho nên là nó lọc rất chi là sạch các bác. Là từ khi anh lắp cái cây lọc nước này, này các cái vòi giữa ra và cái nước ra bơm ra chạo để nó sạch như thế này này các bác. Đây. Thì khi lắp cái hệ thống lọc nước nha, cái chậu trước này nó không còn bị vàng nữa. Cái nước mình khi mình qua lọc mình bơm ra này, đây. Các bác thấy nó rất chỉ là trong nó. Ngày trước là khi mà chưa lắp cái cây lọc á, nước nó chảy ra thì nó sẽ bám cái cặn vàng này, các bác thấy nó cứ dấu cặn vàng. Bây giờ mà mình lắp cây lọc thì nước nó chảy ra này, các bác nó rất chỉ là trong. Đang bơm lên bồn đúng không? Ông mở cái khóa đỡ cái khóa đũa đây ra. Rồi ông mở cái khóa xanh ở dưới ra. Đúng rồi. Khóa này đâu? Khóa lên bồn ông khóa lại đi. Rồi, ông khóa cái khóa đũa trên lại. Rồi nước nó vòng dưới sục lên ông được. Đúng rồi. Qua quả nên là cái nước bệnh nó ra. Quả quả lên trên này, vì nó đóng cái cặn ở trên này. Đây các bác. Úi này. Cái nước ông lại đùa đùa nha, quả lên đây này. Quả lên đây này. Đó vì nó đóng ở trên mình gõ trên nó mới ra được. Đó, ứ rồi. Đấy, chụp cái này đơn giản thôi mà ông cứ điều khiển nước cho nó ngược từ dưới nó lên, ông nhìn cái khóa đó là ông biết này. Tí nữa ông chụp lấy cái ảnh cái khóa này, đem cái máy ảnh ra. Ngày sau chế độ lọc ông lại quay lại chế độ kia thôi mà. Đây các bác này, cái lọc này là lắp cho cái giếng khơi nhá. Giếng này là anh vừa mới đào xong nhưng mà nó bị nhầm sắt. Cho nên là bơm trực tiếp qua cái hệ thống lọc. Thì bây giờ là qua để sục giữ. Cho anh thì bây giờ là khi mà cái cặn bẩn nó bám á, thì nó sẽ tùy vào cái nguồn nước nhiễm sắt của từng gia đình á, mà nó sẽ bám cái cặn nó khác nhau á. Thì ở đây là lọc cây lọc đơn ống 250. Cái lọc này thì em hay gửi đi cho các bác. Đây, các bác thấy ở trên đây này. Đấy, các bác thấy ngày trước khi chưa lắp lọc đó, cái nước nó chảy ra là anh quét cho nó bắn ra đó. Các bác thấy là nó rất chi là đủ bẩn. Bây giờ là lọc anh cái sục giữa này nó sạch đó. Cái cặn bẩn nó bám ở đây thì mình, khi mà mình sục á mình cứ gõ vào đây, gõ các bác là nó sẽ đẩy cái bùn đất ra này các bác. Đấy. Mới làm được tuần đi nhỉ? Hai tuần, hơn nửa tháng rồi, nhanh chứ đâu không? Hai cái nhật rồi, ông cứ gõ mạnh nhân ra đi. Đây, chờ ông đưa lại cái chế độ lọc nha. Thì ông mở cái khóa xanh trước. Được, rồi ông mở cái khóa nó ra chưa? Như sao? Ông mở cái khóa đũa trên đi. Rồi ông khóa hai khóa ngang nữa lại. Đúng rồi. Rồi, khóa nữa ông cứ mở ra thôi vì cái bồn trên bồn nó cao hơn. Ông để một lúc cho nó sạch đi rồi bắt đầu ông khóa khóa này lại là nó tự lên bể thôi. Với lúc mình sục giữ ra, mình sục giữ là cái cặn bẩn nó lại đóng tí ở dưới đáy đấy, mình sục lại cho nó sạch. Sau mà lọc là mình chỉ cần mở hai cái ni thôi đúng không? Khóa cái ni lại, bạn đi xuống. Đây là chế độ lọc này này. Đó là sao mà giữ ạ? À đúng rồi. Giữ là khóa cái ni lại, bạn hai cái ni ra. Khóa cái ni xuống ngang. Đúng rồi. Nhưng sao cái đúng rồi. Ừ. Rẻ không mà. Đến lúc nãy thêm là đọc tí nữa trong vắt thì cái là khóa ni lại cái lần tự đẩy lên trên bồn rồi mà.
Rồi ok, cái trong rồi đó, khóa cho lên bộn.